Để có một tách cà phê thơm ngon thì hạt cà phê trước khi xay ra và sử dụng các dụng cụ pha chế nó cần trải qua một loạt các quy trình sơ chế phức tạp đối với trái cà phê. Có 3 phương pháp chế biến cà phê phổ biến trên thế giới là chế biến khô, chế biến ướt và chế biến mật ong. Trong đó cách chế biến được sử dụng phổ biến nhất là chế biến ướt. Chế biến ướt hay còn gọi là phun hoa si chịu ướt chế biến ướt là phương pháp tốn kém và yêu cầu kỹ thuật cao, cần nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại hỗ trợ. Cà phê chế biến theo phương pháp này phải trải qua các quy trình sơ chế phức tạp để làm nổi bật phẩm chất của hạt cà phê, nên phương pháp này thường được áp dụng đối với những giống cà phê có phẩm chất cao như cà phê Arabica. Quy trình chế biến cà phê phun hoa si được thực hiện theo các bước như sau. Bước 1 thu hái. Trái cà phê chế biến theo phương pháp này đòi hỏi độ chín hoàn toàn đạt 98%. Trái cà phê được những người nông dân hái bằng tay. Bước 2. Rửa cà phê. Cà phê được đưa vào bồn nước lớn rồi tiến hành rửa cà phê cho sạch bụi đất, cành lá. Bước 3. Trà sát vỏ. Cà phê được đưa vào những câu máy để loại bỏ phần vỏ trái. Máy chỉ ép những trái chín và lọc lại những trái xanh không đạt. Bước 4. Loại bỏ phần nhớt của nhân cà phê. Cà phê sau khi trà vỏ sẽ xuất hiện một lớp màng nhầy bao quanh hạt cà phê. Người nông dân sẽ ngâm mù hạt cà phê trong vòng 2 đến 4 ngày sau đó xả nước để loại bỏ lớp màng này. Tùy vào yếu tố thời tiết nhiệt độ mà quá trình này diễn ra nhanh hay chậm. Để rút ngắn thời gian loại bỏ nhớt nhân cà phê tươi trong quá trình sơ chế ướt, nhóm chúng em đã nghiên cứu và chế tạo ra máy tách nhớt nhân cà phê tươi quy mô hộ gia đình để đáp ứng được nhu cầu trên. Tiến hành nghiên cứu, tính toán và thiết kế. Công lắp ráp. Tiến hành thử nghiệm máy. Cà phê sau khi bỏ vào máy đã lại được 70 đến 75% nhất so với ban đầu.